Dạ, mến chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 nè. Em mời cô chú anh chị cùng đi với em xuống bãi biển Vinh Cô, xem bà con mình tắm biển đi du lịch dưới này coi có đông không nha gia đình. Em mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Bây giờ em đang đứng trước bãi biển của Vinh Cô nè. Em đi tới đâu em quay tới đó review cho gia đình xem, coi bà con mình ở đây bữa nay lễ như thế nào. Xa xa có mấy cái thúng vô xuồng để chích vô á gia đình. Hôm nay cá chích thấy cũng hơi nhiều á. Quá trời cá chích luôn. Tấm lưới quá trời luôn. Dạ, lưới chích là vậy đó cô. Chích mười mấy ngàn một ký. Hai chục ngàn ký hả cô? 20.000 ký gia đình ơi. Ngày lễ này cá nó hơi lên. Xuống nào vô cũng có cá nhiều. Bữa nay cô bác độ. Xa xa có mấy chiếc xuồng đang chạy vô nữa gia đình. Xuồng cũng đi lưới chích vô luôn, đi lưới cá chích á. Chị này bán hàng rong, sò nướng, mực cua, ghẹ chiên bột. Biển Long Hải hôm nay không có đông như biển ở bên Vũng Tàu. Biển Vũng Tàu hôm qua em đi qua bên đó em quay clip trước á, quá trời khách luôn. Hai ơi, hai. Em ăn đâu? Đây là những cái xe kem bán đồ ăn vặt. Con mình qua đang đi biển vô quá gia đình.
chắc em nghĩ hôm nay chắc chưa có xuống nhiều, tại vì nghe nói là năm nay lễ nghỉ tới 4 ngày, thành ra bà con mình cũng từ từ mới xuống sao á, chứ hiện tại là em thấy chưa có xuống nhiều. Có cái lòng ao nè, cái lòng ao nước, thành ra bà con mình xuống đây tắm, nước ở đây cũng sạch, cũng nước từ trong biển đó. Thành ra cho nên nó có cái lòng ao thôi. Nước nó ứ lại đó. Hello con trai, hello. Rồi cảm ơn con nha. Rồi hello con. Đúng rồi, sứa nhiều lắm, tụi con tắm cẩn thận. Con có con, con có subscribe chưa? Rồi cảm ơn con. Đây là ghẹ chiên bột, tôm chiên bột, tôm chiên bánh mì, nhìn hấp dẫn quá, nhìn thấy ngon quá. Ghẹ sống, ghẹ mặt trăng với ghẹ cơm. Trước khu du lịch 2298 á gia đình. Chắc giờ này còn nắng quá bà con chưa xuống tắm thì sao.
Nước lớn quá, bà con mình kéo thúng lên tuốt trên đây vũ cá luôn. Đây là cá mạo nè, cá lẹp mạo gia đình. Rồi, chào em nha. Nay vô được nhiều không em? Mấy cát à? Mấy cát hả? Này khách chưa có xuống đông nhiều đâu gia đình đó, không bật hôm qua bên Vũng Tàu nhưng mà nhà cái xuồng vô thành ra nó đông nó vui. Bà con đi biển vô ta vũ cá quay xuồng luôn gia đình. Có cái trò mấy đứa nhỏ nó dựng lên dễ thương lắm. Cá gia đình hai chục ngàn một ký à.
Nay vô có anh Bảy. 800 à. 8 chỉ giữ lấy 800. Quay ngắn là gì vậy? Giờ này cũng trưa rồi gia đình ơi, mà khách thì xuống tắm cũng hơi ít. Em xin kết thúc clip ở đây nha gia đình. Chúc gia đình được nhiều sức khỏe. Cảm ơn gia đình đã xem clip của em. Gia đình mình xem clip, ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh giúp em nha. Giờ tặng cho em một like. Em chào cả nhà nha.